Cách đây một thời gian thì chúng ta đã có một cái video phỏng vấn về perfume The Merlot, Herod và chai nước hoa Shirjob Nasos rồi, hai mùi thuốc lá. Và khá là bất ngờ khi mà Herod giành chiến thắng, đúng không? Tại vì với Nasos ở trong cái video đó, các bạn hoàn toàn có thể thấy rằng có rất nhiều người nói rằng mùi đó là mùi dầu gió, đúng. Nhưng mà thời điểm gần đây còn có một cái vấn đề nữa mà khá là nhức nhối, đó chính là cái việc mà đầu mùa mọi người đổ đi mua chiếc nước hoa rất nhiều, đặc biệt là những cái chai như là Herod, như là Nasos, Engelshare và Black Phantom. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng có những cái giá nó quá rẻ, rẻ đến mức mà nếu như những người nào chỉ cần tìm hiểu về nước hoa một xíu thôi, các bạn luôn luôn đặt một cái câu hỏi rằng ở đâu ra mà rẻ như vậy, đúng không? Thực ra thì rất dễ thôi, nó là đến từ những chai nước hoa clone. Và những người bán thì không phải ai cũng có tâm, cũng có tầm. Và không phải luôn luôn lúc nào cũng có một cái nguồn hàng giá thực sự tốt để mang tới cho mọi người. Tại vì chung quy kinh doanh thì phải có lãi. Và ngày hôm nay thì mình cũng muốn cảnh báo với các bạn một điều rằng mình đã tìm ra một chai nước hoa rất giống mùi hương của perfume The Merlot Herod. Đó chính là một sản phẩm của nhà Maison Alhambra. Và con này có tên là Hercules, Hercules ấy. Ngày bé hay xem phim gọi là thần sức mạnh Hercules. Và đây là một trong những mùi hương, nếu như các bạn chưa ngửi qua Herod bao giờ mà các bạn mua chiết ở những cái nơi mà lần đầu phiêu lưu không uy tín ấy, thì mình chắc chắn rằng đôi khi các bạn sẽ bị nhầm. Và chai nước hoa này thì có một cái giá thành cực kỳ rẻ. Và chúng ta hãy cùng nhau xem tại sao mình lại nói như vậy nhá. Trước tiên để nói về nhà Maison Alhambra này, thì cái nhà Maison Alhambra là một trong những cái công ty con cùng chung với nhà Latafa, một trong những ông đến từ Trung Đông, có rất nhiều những cái phiên bản clone khác nhau. Và trước đây thì cũng đã nói một cái video về con Neroli, là clone của chai Tom Ford Neroli Portofino. Và ở trong video đó thì cũng có nhiều bạn đưa cái ý kiến đó là khi mà anh giới thiệu những chai nước hoa mà nó có xu hướng là copy gần như tất cả từ phần mùi cho đến kể cả phần thiết kế thì không đồng ý một xíu nào, và bảo rằng là tôi như thế là vẽ đường cho hiêu chạy. Nhưng mà thực ra ấy, cái gì nó cũng có hai mặt thôi. Cái việc mà chia sẻ với các bạn ở đây nó là một cái để các bạn hiểu được rằng ở ngoài kia đang có những sản phẩm như thế nào. Và đặc biệt rằng nếu như chúng ta mua, bây giờ chúng ta không cần một cái là lòng tin nữa, mà chúng ta cần cả kiến thức. Tại vì tất tần tật mọi người sẽ legit, sẽ cảm thấy tin tưởng khi mà chưa có một sự lừa đảo nào xảy ra. Thế nên là với mình thì mình nghĩ rằng là vẫn phải chia sẻ với các bạn mọi người. Và đây là một chai nước hoa. Các bạn nhìn thấy thiết kế của nó thì nó cũng không hề giống với chai nước hoa Herod một tí nào nhá. Hai cái nhìn khá là khác nhau, đúng không? Có chăng thì là cái màu thôi, còn đâu là phần thiết kế khác nhau. Và chai nước hoa này thì mình cũng đã đọc cái bình luận ở trên những cái cộng đồng như là Baynote, và họ cũng nói về Hercules rất là nhiều. Em này ấy, thì khi các bạn vừa mới xịt ra, đây tôi sẽ xịt vào tay cho các bạn xem. Về cái phần vòi thì nó thật là vòi của con này mình đánh giá không cao. Thứ nhất là xịt nó khá ướt, và cái vòi, cái kiểu là cái độ tỏa của nó ấy, nó quá rộng, nó làm cho hôm đầu tiên khi mà mình cầm về mình xịt thì mình thường thường là sẽ xịt đến đây, hôm đấy mặc sơ mi trắng thì nó ám cả vào cái phần sơ mi. Nhưng mà được cái là con này thì nó có cái phần dui nó không quá là đậm màu như là con Herod. Đấy là một cái điểm mà mình thấy đỡ hơn một tí. Nhưng mà với cái phần vòi xịt khủng khiếp như này thì tôi hơi đáng lo. Đó. Còn về phần thiết kế thì cầm khá là chắc chắn này. Đây các bạn có thể nhìn thấy này. Cầm chắc chắn nặng. Cái này thì cũng là nhựa thôi. Đó. Thực sự ngửi ở ngay phần top note thôi, chúng ta nghĩ ngay tới Herod. Nhưng cái mà để cho các bạn phân biệt được nhá, đặc biệt là với những cái thời gian đầu mùa ấy, các bạn đi mua chiết của Herod ấy, thì khi mà mình đã dành thời gian đâu đó là một tuần để mình xịt từng mùi một để mình cảm nhận, sau đó mình side by side hai mùi với nhau để so sánh cái top note rồi dry down của mùi hương, thì mình thấy một cái rất là dễ để nhận biết được khi mà các bạn mua chiết hai con này ở một cái nơi mà các bạn chưa mua bao giờ nhá. Thì đối với con Hercules này,
của Maison Alhambra thì các bạn sẽ nhận thấy một cái bầy mùi thuốc lá lên rất rõ. Thuốc lá ở đây thì các bạn cũng có thể nghĩ tới những cái sợi thuốc có một chút ngọt của vanilla, một xíu thôi, không rõ, nhưng mà cái mùi thuốc nó khá là đầy, mạnh và nó đẩy vào mũi của các bạn. Và đặc biệt có một cái của con Hequin này, đó là cái bầy mùi cồn không lên rõ, chủ yếu là mùi thuốc thôi. Đây là một cái điểm cộng của Maison Alhambra ở cái con Hequin, là mùi cồn các bạn sẽ không thấy nó bị quá sộc đâu. Còn đối với cái con Herod này thì các bạn nhận thấy một cái bầy mùi siro trái cây ngọt rất rõ rệt, rất tươi, và cảm giác rằng cái siro này nó đang được rót vào những cái cốc nó rất sánh, ngửi rất là chân thật, thậm chí rằng các bạn ngửi thấy một chút mơ, một chút táo chín ở trong này khi mà nó sử dụng theo cái hướng fruity ban đầu lên. Và đây là một cái mà các bạn có thể nhận ra ngay ở cái phần top note. Và sau đó khi mà mùi hương phai dần ở trên da, sau chắc là khoảng tầm 20 phút thì bắt đầu có sự biến chuyển, Herod bắt đầu ngả sang thuốc lá, cái bay trái cây siro nó sẽ dần dần mất đi, và các bạn nhận thấy rằng cái con Herod này nó lên cái bay mùi cũng cái sợi thuốc khá là rõ rệt, cùng với một chút hơi vanilla, hơi kiểu bột mịn mịn nhẹ một tí. Còn đối với con Maison Alhambra này thì nó bắt đầu nó lại ngả sang trái cây. Đấy, có nghĩa là cái sự top note của hai con biến chuyển nó đã bị đi ngược lại với nhau, nhưng mà để mà nó tổng hòa thì hai con rất là giống. Đó, còn con này thì bắt đầu nó ngả sang trái cây, và trái cây ở đây ấy, ngửi nó không lên được cái bay siro rất là rõ như con Herod, mà trái cây ở đây thì chúng ta sẽ ngửi tới cái mùi trái cây khô, không có cái cảm giác hơi buji, hơi kiểu siro rượu kiểu như thế. Và ở em này ấy, thì cái mùi hương nó không được mượt mà so với con perfume de Merlot Herod. Và ở khoảng tầm đâu đó tầm hơn một tiếng ở trên da thì hai mùi này rất giống nhau. Đáng sợ. Tôi thấy rất đáng sợ. Hai mùi rất giống nhau. Và có chăng nếu mà các bạn được dịp xịt hai mùi lên tay thì các bạn mới nhận ra được đâu là Herod và đâu là Hequin. Còn không thì bài toán này cực kỳ khó. Đấy. Nhưng mà với những người mới, mà đặc biệt là các bạn có thói quen là hay ngửi top note, thì các bạn sẽ dễ dàng nhận ra. Nhưng mà kiểu bẵng đi một cái thì rất là khó để có thể phân biệt được đâu là phiên bản clone, đâu là phiên bản gốc. Và khi dry down của mùi hương ấy thì chúng ta sẽ thấy rằng cái con Maison Alhambra này nó nhạt nhòa hơn khá nhiều. Nó vẫn lưu ở trên da nhưng gần như là độ tỏa của nó gần như không có một xíu nào luôn, rất rất nhẹ. Còn đối với Herod ấy, thì ở đoạn cuối nó lên cân bằng giữa trái cây, giữa thuốc lá cùng với cái nét ngọt của vanilla. Nó sẽ có cái hiệu ứng là phủ một cái lớp nền lên trên tay của bạn, những cái vùng các bạn xịt. Và ở cái khoảng này thì các bạn có thể dễ dàng nhận thấy rằng cái độ dày của mùi hương hai mùi này thì Herod nhỉnh hơn rất nhiều. Đây cũng là sự khác biệt. Đó. Thế thì chúng ta sẽ nói về cái phần hiệu năng của hai con này như thế nào. Mặc dù cái độ dày mùi của Hequin của Maison Alhambra nó kém hơn so với Herod, nhưng cái độ lưu ở trên da của nó hai con xem nhau. Đó, thì chúng ta có thể phân tích rằng ở đây thì độ tỏa của Maison Alhambra ở cái khoảng dry down nó không được tốt bằng so với Herod của perfume de Merlot, nhưng mà cái độ lưu là hai con xem nhau ở trên da mình trung bình là tầm 6 đến 7 giờ. Herod bây giờ nó cũng không bám tốt như những cái phiên bản Herod ngày xưa đâu nhá, nhưng mà 6-7 giờ là các bạn đủ để các bạn mặc vào những cái buổi đi chơi buổi tối, hay là nếu như các bạn mặc ở trong môi trường văn phòng cơ quan thì các bạn có thể mang thêm một chai chiết. Đấy. Và cái giá thành hiện tại của con này thì các bạn biết rồi, rất rất rẻ, rẻ kinh khủng. Kể cả ở trên những cái trang như là YouTuber nước ngoài review của con này, họ cũng rất bất ngờ về mùi hương này khi mà giá thành nó quá rẻ, và cái hiệu năng, cái phần mùi nhận lại được nó không đến mức quá là lừa so với những cái sản phẩm clone khác. Thế nên là cái việc mà chắc chắn gọi là trộm long cháo phụng là chắc chắn có ở thị trường Việt Nam đối với những người mà buôn bán, người ta chỉ kiểu chốc nhát thôi. Tại vì ở thị trường nước hoa Việt Nam, các bạn phải biết rằng là những cái người buôn bán dài lâu thường thường người ta mở cửa hàng hết. Còn đối với những người bán online thì thường là chộp giật một thời gian, 1-2 năm rồi sau đó lại nghỉ chuyển sang kinh doanh mảng khác. Thì đây là một cái mà để cho các bạn lưu ý, đặc biệt là đối với những cái thời điểm như đầu mùa như thế này, cái số lượng mua rất nhiều, thì cái phân tích
cũng như là cái chia sẻ ở đây để đánh giá về phần mùi hương. Nếu như các bạn thấy cái bay mùi nào mà các bạn mua chiết ấy, các bạn thấy nó không lên được siro trái cây quá rõ rệt, thì các bạn có thể nghi ngờ rằng đây không phải là sản phẩm chiết của Layton nhá. Hãy nhớ điều đó. Còn về cái phong cách ăn mặc như thế nào thì xin phép được mời các bạn xem lại cái video cũ mà mình đã làm phỏng vấn, hoặc là kể cả cái video từ ngày xưa khi mà mình nhắc về Herod thì mình cũng sẽ dẫn link ở với phần trên này. Còn đương nhiên sản phẩm clone nó luôn luôn có một cái thị phần riêng, một tệp khách hàng rất rất riêng. Và nếu như bạn đang tìm một cái phiên bản clone của Herod thì mình nghĩ rằng là Hair Queen là một trong những con rất ok. Chỉ có một điều là bây giờ hơi khó kiếm ở trên thị trường thôi. Còn nếu mà vẫn muốn kiểu trải nghiệm thì không sao. Còn đối với những người kinh doanh thì mình khuyên thật, hãy làm ăn chân chính. Đừng mua clone về xong rồi đút vào cái chai chiết là xong rồi dán cái tem của Herod bán. Thì sớm muộn thì những cái hành vi đó cũng sẽ bị phát hiện thôi. Và lúc bị phát hiện thì chắc chắn các bạn sẽ không bao giờ có cửa quay lại thị trường nước hoa Việt Nam nữa. Đấy là điều mà mình khẳng định với các bạn luôn. Còn nếu như bạn đã sử dụng qua hai con này, có những cái cảm nhận nào hay là có cách so sánh nào về phần mùi, các bạn hoàn toàn có thể bình luận ở phía dưới để cho những người mới mua nước hoa, đặc biệt là mua chiết của Herod vào năm nay, để người ta có thể có thêm một cái góc nhìn để phân biệt được mùi hương giữa phiên bản gốc và phiên bản clone. Còn bây giờ thì xin phép xin chào, hẹn lại. Bye bye.